cho tình yêu thắm nở. Chúa đến trong đời cho niềm tin sáng lên. Chúa đến khơi đầu cho mùa xuân phúc ân, cho đời an bình, cho tình người. Bao hân hoan vui mừng tràn lan ôi ngày Chúa đến, dâng câu ca cảm mến Chúa chi ai muôn đời, tình yêu thương vời vợi cho đời tươi mới ngàn nơi. Chúa đến trong đời khiêm hạ trong mang cỏ, giữa chốn hang lửa đêm quạnh băng. Chúa muốn vui nhân bao lòng than thế nhân, đem buồn cứu độ cho cuộc đời hư vô. Dâng câu ca cho Chúa, Chúa đã đến trong trần gian. Bao hân hoan vui mừng tràn lan ôi ngày Chúa đến, dâng câu ca cảm mến Chúa chi ai muôn đời, tình yêu thương vời vợi cho đời tươi mới ngàn nơi. Bao hân hoan vui mừng tràn lan ôi ngày Chúa đến, dâng câu ca cảm mến Chúa chi ai muôn đời, tình yêu thương vời vợi cho đời tươi mới ngàn nơi. Dâng câu ca cho Chúa, Chúa đã đến trong trần gian. Bao hân hoan vui mừng tràn lan ôi ngày Chúa đến, dâng câu ca cảm mến Chúa chi ai muôn đời, tình yêu thương vời vợi cho đời tươi mới ngàn nơi. Trong Tin mừng theo Thánh Matthew, khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông rằng: Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, nước trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Gioan, tất cả các ngôn sứ cũng như lề luật đều đã nói tiên tri. Và nếu anh em muốn chấp nhận thì ông Gioan chính là Elia người phải đến. Ai có tai thì nghe. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống ở trong mùa gì? Mùa vọng. Mùa vọng mà lại ở trong năm gì? Năm gì? Năm gì? À,
Chúng ta đang sống ở trong mùa vọng, mà mùa vọng lại ở trong năm đức tin. Thì ta nghe được lời của Chúa, ta thêm vững tin hơn. Có khi ta thấy lòng tin mình nó lung lay, ta thấy lòng tin mình bị chao đảo, ta cảm thấy lo lắng, ta cảm thấy sợ sệt, ta cảm thấy hoang mang. Nào, mỗi người cho tôi biết là anh chị em đang có nỗi lo gì, nói nghe. Anh đang có nỗi lo gì, nói cho mọi người nghe. Thưa cha và thưa tất cả anh chị em ở đây. Thưa cha, là con bị ung thư gan. Cách đây vào khoảng 2002, sau khi họ phát hiện ra, họ nói rằng là cho con thay gan, thì con phải chờ đợi tới 4 năm con phải thay gan. Nhưng mà sau khi thay xong được thì con thấy con đi tái khám lại 2 năm sau, vẫn tái khám hàng năm. Nhưng mà 2 năm sau thì ông bác sĩ nói rằng là nó đã sót lại một phần, và chính đó bây giờ là nó đang phát triển trong người con. Nó phát triển từ gan vào qua phổi, và ông ta nói rằng là không thể chữa được, vì em chỉ chống thuốc để mà kèm nó lại thôi, chứ còn không biết nó phát triển ra nào nữa. Rồi bây giờ nói chung là nỗi lo của anh là sức khỏe, đúng không? Được rồi. Một cái nỗi lo. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, anh cho biết nỗi lo của anh là cái gì? Dạ thưa cha, con có cái nỗi lo là con chỉ sợ con quên Chúa và mất Chúa thôi. Đó là cái nỗi lo lắng của con. Lo là sợ là quên Chúa và mất Chúa. Dạ. Rồi, nỗi lo của chị là gì? Dạ thưa, con lo lắng về cái đức tin của con. Con sợ là nhiều khi con yêu mến Chúa chưa đủ. Dạ. Dạ vâng. Rồi, còn anh lo gì? Anh con, lo gì? Dạ vâng, con lo thì lo nhiều thứ lắm cha. Thứ nào lo nhất? Lo nhất là các đứa con của con nó luôn nhớ Chúa. Thì lo làm sao cho nó nhớ Chúa? Dạ, lo là nó luôn nhớ Chúa. Dạ vâng, thì con lo, con cầu nguyện, nhưng mà con ý con muốn thì con cũng dâng lên cho Ngài hết. Dạ. Vâng. Còn anh, nỗi lo của anh là gì? Dạ thưa, nỗi lo của con là con sợ con mất niềm tin. Dạ. Dạ. Cầu xin Chúa cho con luôn vững niềm tin với Chúa, trung thành với Chúa. Vâng. À, anh chị em có nghe cái bài hát Hãy vững tin hỡi anh em, vì ngày Chúa đến sẽ không xa. Hãy vững tin hỡi anh em, vì ngày Chúa đến sẽ vân vân và vân vân. Thế thì lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy được điều ấy. Lời Chúa sách Isaiah nói với anh chị em rằng chính ta, Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, đấng cầm lấy tay phải ngươi. Đấng cầm lấy tay phải đâu? Đây, chính ta, Đức Chúa của Thiên Chúa ngươi nói rằng đấng cầm lấy tay phải ngươi và phán bảo, đừng sợ, chính ta phù sợ ngươi. Anh chị em có cảm thấy lời Chúa đang nói với từng người chúng ta? Chị đang lo con cái, anh đang lo cho con cháu, anh đang lo cho đức tin của mình, anh đang lo cho công ăn việc làm, chị đang lo cho nhà cao cửa rộng, vân vân và vân vân. Ai cũng có những cái nỗi lo. Rồi đi tu có lo không? Có không? Anh chị em thử kể nỗi lo của những người đi tu thôi. Ở bên ngoài giáo dân, chị em thử nhìn thấy cái nỗi lo của những người đi tu là nỗi lo gì? Sa ngã. Sa ngã? Yeah. Chua tôi. Rồi gì nữa? Gì nữa? Anh chị em thử coi anh. Kể coi, thấy có những người bảo đi mấy cha sướng quá, chẳng có lo gì cả. Anh chị em thử thử cho tôi thấy những cái lo của chúng tôi coi. Hả? Cám dỗ. Rồi cám dỗ thì mới sa ngã. Rồi gì nữa? Xin Chúa cho cha giữ vững đức tin, gánh vác trách nhiệm mà Chúa giao phó cho Ngài. Rồi, là trách nhiệm mà Chúa giao phó, vân vân. Thì
thưa anh chị em, chúng ta thấy được rằng là dù người đi tu hay không đi tu, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, môi trường nào, bất cứ chức vụ nào, bất cứ là mình làm công việc gì, ai cũng có những nỗi lo, đúng không? Ai cũng có những nỗi lo. Mà chúng ta là những người có phúc. Có phúc vì chúng ta có Chúa. Chúng ta có phúc vì có Chúa là đấng yêu thương ta. Chúng ta có phúc vì Chúa là đấng đầy quyền năng và lại giàu lòng thương xót, mà lại nói với ta rằng chính ta Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, đấng cầm lấy tay phải ngươi và phán bảo: đừng sợ, chính ta phù trợ ngươi. Anh chị em lặp lại lời Chúa nói với mỗi một người chúng ta đi. Chúa cầm lấy tay con và nói: đừng sợ, chính ta phù trợ ngươi. Trong nỗi lo lắng của con, Chúa cầm lấy tay con và nói: đừng sợ, chính ta phù trợ ngươi. Phù trợ ngươi, phù hộ ngươi, phù giúp ngươi. Miễn là có phù, chứ không có phụ ngươi. Phụ giúp thì được, chứ không có phụ tình, đúng không? Chúa không có phụ ta, mà chỉ có ai phụ Chúa thôi. Mình phụ Chúa. Chúa muốn cầm lấy tay mình mà mình không cầm tay Chúa, mình cầm tay ai? Cầm tay ma quỷ. Mình không cầm lấy tay Chúa mà mình cầm lấy tiền bạc, mình cầm lấy danh vọng, mình cầm lấy quyền lực, mình cầm lấy chức tước, mình nắm chặt lấy nó và mình không muốn buông ra. Cho nên tay mình cầm lấy tiền bạc, danh vọng, chức tước, địa vị rồi thì còn tay nào mà cầm lấy tay Chúa không? Không, hết tay cầm lấy tay Chúa rồi. Rồi mình cứ cầm lấy tiền, mình cứ: Chúa ơi con lo quá, Chúa ơi, Chúa ơi. Chúa bảo buông ra, ngu gì buông. Phải không? Chúa bảo hình như muốn hết lo thì buông ra đi, ngu gì buông. Mình không tin đủ vào Chúa, cho nên là mình không dám buông. Mình không dám buông, buông bỏ ra đi, không dám. Cho nên mình cứ lo ngay ngáy, bảo là cứ lo ngay ngáy là như vậy. Rồi tiền bạc, rồi chức tước, địa vị cũng vậy. Mình được chức vụ này, mình lại mong được chức vụ khác, rồi cứ muốn lên mãi, lên mãi, lên mãi, chẳng bao giờ chịu dừng bước như giang hồ, đúng không? Anh làm phó giám đốc thì muốn lên làm cái gì? Làm giám đốc thì muốn lên làm cái gì? Tổng giám đốc, đúng không? Làm phó tổng thống thì muốn lên làm cái gì? Tổng thống thì muốn làm lên làm gì nữa? Có cố tổng thống. Thế ai chẳng đến lúc đó mà mình lên cái đó mình thôi, mình không chơi nữa. Thế thì ta thấy rõ ràng là Chúa nó nói với ta rằng chính ta là người cầm lấy tay ngươi và nói: đừng sợ, chính ta phù trợ ngươi. Mà mình lại không đủ tin vào Chúa. Ta nói ta đang sống trong năm đức tin. Ta tự hỏi lại là niềm tin của ta như thế nào. Nếu ta tin vào Chúa thì ta dám nắm lấy tay Chúa. Và anh chị em thấy, giờ tôi cầm cái hộp dầu và đây cái đồng hồ. Hai tay tôi cầm hộp dầu. Bây giờ tôi muốn cầm cái đồng hồ thì tôi phải làm gì? Buông cái này xuống hả? Không buông, uống lắm, dầu lọ dầu xanh ngon lắm. Mà cái đồng hồ nhìn xuống cũng ngon. Giờ sao giờ? Giờ sao giờ? Ôm hết thì không ôm được. Còn tay à, không thể ôm được. Không còn chỗ chứa nữa. Giờ phải sao giờ? Bắt buộc phải buông và bỏ. Chọn một trong hai, phải không? Chọn một trong hai. Nếu mà thích lọ dầu thì cứ ôm dầu đi, mà sức rồi đau ráng chịu. Phải không? Mình dám buông xuống. Dám buông xuống để mà cầm lấy cái đồng hồ. Vì mình thấy rằng cái đồng hồ nó giá trị hơn lọ dầu, phải không? Mình chỉ nhìn thấy cái lọ dầu, ngửi thấy cái mùi thơm, mùi thơm quá, cho nên mình cho rằng lọ dầu là giá trị lắm. Nhưng mà mình không thấy được cái giá trị của đồng hồ, dù rằng người chả thấy mùi gì cả, nhưng mà mình biết rằng cái đồng hồ vẫn giá trị hơn lọ dầu. Thường là chúng ta chỉ cầm cái lọ dầu và nắm chắc trong tay, có lọ dầu là suốt ngày sức lọ dầu là được rồi, không cần biết cái gì khác hơn nữa. Chúa bảo buông ra và
cầm lấy tay ta. Ta cầm lấy tay ngươi mà ngươi không đưa tay ra, ngươi không cầm lấy tay ta thì sao ta cầm được? Và chính ta sẽ phù trợ ngươi. Buông cái này đi, nắm lấy cái kia đi. Ta không đủ niềm tin. Cho nên năm đức tin này là năm ta coi lại coi là mình có đủ niềm tin không. Giống như là anh nói, con rất sợ mất đức tin, con rất sợ lung lạc đức tin, con rất sợ các cha bị cám dỗ và sa ngã. Vì không đủ niềm tin vào Chúa. Cho nên khi mà bị cám dỗ là mình nghe theo cái này mà mình bỏ Chúa. Thay vì nắm tay Chúa thì nắm tay ai? Ma quỷ nó đâu có đưa tay ra. Tiền tài danh vọng. Tiền tài danh vọng. Và nắm cái bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa. Đây, nắm cái đó là chết đấy. Nắm cái bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa là chết đấy. Có nhiều khi mình không nắm lấy tay Chúa mà mình nắm lấy cái bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa đấy. Nắm lấy tay ngọc, tay ngà đấy. Chứ còn ma quỷ tay nó đen xì, ai ngu gì nắm. Phải không? Nhưng mà nó hiện hình. Nó hiện hình trong những cái rất là hấp dẫn. Đúng không? Nó hiện trong những cái rất là hấp dẫn. Trong những cái rất là cám dỗ, quyến rũ. Và ta dễ ngã theo cái đó. Nên năm đức tin là năm mình coi lại coi tôi đang nắm lấy cái gì, và tôi dám buông bỏ cái gì. Tôi dám buông bỏ cái gì? Dám buông bỏ danh vọng, chức tước, quyền lợi, sắc dục không? Dám buông bỏ không? Dù là ở ngoài đời hay là trong đạo, dù là tu hay không tu, thì Chúa vẫn mời gọi mỗi một người chúng ta, đó là hãy đi tìm kiếm nước Thiên Chúa trước. Và hãy tin vào Chúa. Và tin vào Chúa là hãy để cho Chúa nắm lấy tay của mình. Và nghe được chính lời của Chúa nói rằng đừng sợ, chính ta phù trợ ngươi. Ta nghe Chúa nói với ta rằng đừng sợ, chính ta phù trợ ngươi. Nghe lời Chúa, anh chị em phải lập đi lập lại để cho cái câu, cái chữ nó thấm vào mình. Và trong từng hoàn cảnh cụ thể của mình, lời Chúa muốn nói với tôi cái gì đấy này. Chứ còn nếu mà chị em nghe thoáng qua chả thấy cái gì cả, phải không? Nhưng mà mình dừng lại, câu nào mình thấy Chúa đang nói với chúng tôi cái gì đây, ta dừng lại, ta thấm, ta nghe vào lời của Chúa. Đừng sợ hỡi Gia-cốp loài sâu bọ, hỡi Sen kẻ mọn hèn, chính ta phù trợ ngươi. Những người sâu bọ, những người mọn hèn, Chúa cũng cứ nói là chính ta phù trợ ngươi, đấng cứu chuộc ngươi là Đức Thánh của Israel. Chính ta phù trợ ngươi, đấng cứu chuộc ngươi là Đức Thánh của Israel. Đừng sợ hỡi những loài sâu bọ, hỡi loài mọn hèn. Dù ta chỉ là loài sâu bọ, dù ta chỉ là loài mọn hèn trước mặt Chúa, nhưng mà thưa anh chị em, chúng ta là những người có giá trị vô cùng trước mặt Thiên Chúa. Anh chị em, chúng ta nghe lời của Chúa nói với chúng ta, Chúa yêu thương ta, Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta là đừng sợ, chính ta phù trợ ngươi. Nghe được lời Chúa như vậy, nghe được lời Chúa như vậy, ta mới thấy được rằng là giữa những khó khăn, giữa những thử thách, giữa những lo lắng, những muộn phiền, vẫn có Chúa ở bên ta. Và ta không còn hoang mang, bối rối, sợ sệt nữa, thưa anh chị em. Bây giờ nghe lời Chúa xong còn hoang mang, còn sợ sệt, còn bối rối không? Còn không? Còn không? Còn không? Còn. Rồi, nếu mà ta được như vậy thì ta là người có phúc. Vì Đức Chúa sẽ mừng vui hoan hỷ. Vì Đức Thánh của Israel sẽ hãnh diện tự hào. Cho nên chúng ta nghe, còn ngươi, vì Đức Chúa sẽ mừng vui hoan hỷ, vì Đức Thánh của Israel sẽ hãnh diện tự hào. Chúa mừng vui hoan hỷ vì ta,
Chúa hãnh diện tự hào vì ta. Ta thấy là nếu mà con mình làm được cái này, được cái kia, ta hãnh diện, ta tự hào vì con mình làm cái này, con mình làm cái nọ. Nhưng mà ta mới thấy được rằng mình là loài sâu bọ thôi, là loài mọn hèn thôi. Ấy vậy mà Thiên Chúa của chúng ta lại hãnh diện vì ta, lại tự hào vì ta. Điều đó cho ta thấy rằng là không phải là vì ta xứng đáng gì cả, không phải vì ta thánh thiện, ta đạo đức gì cả mà Chúa hãnh diện vì ta. Nhưng Chúa hãnh diện vì ta duy nhất bởi một điều là ta dám tin tưởng phó thác nơi Chúa. Hãnh diện vì đứa con nó tin vào mình. Hãnh diện vì đứa con đó luôn luôn là tin tưởng và nắm lấy tay mình, cho dù nó chao đảo, cho dù nó yếu đuối, cho dù nó nghiêng ngả như là bà tí nó vừa té đó, nhưng mà Chúa vẫn cứ nắm lấy tay bà, Chúa nắm lấy tay ông, Chúa nắm lấy tay chị, Chúa nắm lấy tay em, Chúa nắm lấy tay mỗi một người chúng ta. Và Chúa nói với chúng ta: đừng sợ. Sắp quên rồi đấy, lại bị những tiếng ồn ào bên ngoài, lại bị cái mùi thức ăn nó làm ta bị trì trí rồi đấy. Thấy chưa? Rõ ràng là như vậy. Ta thấy là dù chỉ một cái nhỏ nhỏ bên ngoài nó cũng làm ta bị sao lãng lời Chúa. Ta mới thấy một người đi ra cái mình đang nghe lời Chúa, ngó cái ải, ai đi ra đi vô thì kệ người ta. Rõ ràng mình cái gì là chính? Chúa là chính hay người ta là chính? Chúa là chính. Lời Chúa là chính hay là lương thực, cơm, nước, gạo, tiền là chính? Lời Chúa. Vậy thì cái chính thì mình phải tập trung vào cái chính chứ. Tại sao cứ có một... Anh chị em mình để ý coi. Mình đang là nghe lời Chúa thì phải nghe với hết cả tất cả tâm hồn, với hết cả trái tim. Nhưng mà cứ thấy ai mà nhích nghĩa là mình... Ai mà đi ra cái lại ngó. Người có động cái lại giật mình. Rõ ràng mình không có để cho Chúa quấn hút mình vào. Người mùi thức ăn nó bắt đầu quên lời Chúa. Nghĩ đến lương thực mau hư nát. Khó đi chứ. Mới có một cái thử thách nhỏ vậy ta thấy là mình đã lung lay rồi. Đúng chưa? Đây là thử thách đấy. Mới thử thách nhỏ ta đã lung lay rồi. Không chỉ là những cái thử thách lớn đó đến với ta thì ta còn bỏ Chúa đến cỡ nào. Dám ngồi im, ai đi ra đi vô cứ kệ mà cứ chăm chú nghe lời Chúa thử coi. Đấy. Thử thách đấy. Thử thách nhỏ thôi mà ta cũng không chịu nổi mà. Mới thử thách một tí là bây giờ thì tôi mà mở cửa ra thế nào chị em cũng ngó gần sau cái cửa có gì. Thế mở cửa tôi lấy ly nước tôi uống thì có gì đâu mà không phải. Rõ ràng. Mình cứ thi đưa những cái thí dụ đời thường ra mình thấy rất là rõ. Là ta chưa để cho Chúa quấn hút mình. Đến mức độ mà như người dân ngày xưa họ 3 ngày đi nghe lời Chúa mà họ quên cả ăn. Quên cả ăn rồi Chúa mới thấy họ đói, Chúa mới làm phép lạ cơ mà. Thế không ạ? Người ta phải mê Chúa đã, rồi Chúa mới đáp lại cái nhu cầu của người ta. Người ta đâu có xin, đúng không? Mà Chúa đã thấy họ đói và Chúa làm phép lạ cho họ bánh hoa nhiều. Chưa mê Chúa mà cứ đến đòi xin cái này xin cái kia. Quan trọng là mình có nghe Chúa, mình có yêu Chúa, mình có mến Chúa, có say Chúa không đã. Và say Chúa, yêu Chúa, mến Chúa, tin vào Chúa rồi thì cái phần còn lại để Chúa lo. Để Chúa lo. Lo làm gì cho nó mệt. Vì Chúa nói rằng chính ta phù trợ ngươi cơ mà. Chúa nói không phải tôi nói. Vậy ai nói? Ai nói? Chúa nói. Chúa nói sao? Chúa nói sao? Anh em cứ sống bằng lời Chúa như vậy. Những lúc hoàn cảnh khó khăn, những cái gì mà mình làm mình chao đảo, Chúa, hôm đó Chúa nói: đừng sợ, chính ta phù trợ người. Đang là bị cám dỗ gì đó, nói cám dỗ rồi sắp sa ngã, lại nghe lời Chúa nói: đừng sợ Trần Đình Long, đừng sợ, chính ta phù trợ ngươi. Lúc đó mình nghe Chúa nói với riêng từng người, gọi tên từng người. Xin lỗi, anh tên là Peter Ngô. Đừng sợ, chính ta phù trợ ngươi. Mình nghe Chúa nói với mỗi một người chúng ta, gọi tên từng người mà nói, chứ phải chúng nói chung chung người đại khái giống như là hoan hô đã ầm ĩ lên, cứ giơ tay chẳng biết ai vào với ai. Không, Chúa nói với chị tên Hằng. Đừng sợ, chính ta phù trợ ngươi. Con Nhi. Đừng sợ, chính ta phù trợ ngươi. Mình nghe lời Chúa vậy có thấy thấm không?
Thưa đã không thưa anh chị em? Nó Chúa nói riêng từ mình, từ người mình chứ. Rồi gì nữa thưa anh chị em? Những ai nghèo hèn khốn khổ, tìm nước không ra, lưỡi khô vì khát, ta Đức Chúa ta sẽ đáp lời. Nghe rõ chưa? Còn lo gì nữa không? Những ai nghèo hèn khốn khổ, tìm nước không ra, lưỡi khô vì khát, ta Đức Chúa ta sẽ đáp lời. Ta Thiên Chúa của Israel, ta sẽ không bỏ rơi chúng. Ta sẽ không bỏ rơi chúng. Và Chúa cũng nói với một người chúng con: Nhi, cha sẽ không bỏ rơi con. Peter Ngô, cha sẽ không bỏ rơi con. Trần Đình Long, ta sẽ không bỏ rơi con. Tôi sống cái điều đó thưa anh chị em. Những lúc mình cảm thấy dường như mọi người bỏ rơi mình, lúc mình cảm thấy là mọi người đều xa lánh mình, thì lúc đó nghe được lời Chúa nói: ta sẽ không bỏ rơi con. Ta sẽ không bỏ rơi con. Lúc đó tôi lấy lại được bình an, tôi lấy lại được niềm vui, lấy lại được bình tĩnh. Cho nên nếu mà không có lời Chúa, chắc tôi tiêu rồi. Nếu mà không đặt niềm tin vào Chúa, mà đặt niềm tin vào thế gian, mà nắm lấy tay con người, chắc tôi cứ gục ngã từ lâu rồi. Lúc mình đưa bàn tay ra, có ai cầm lấy khi mình khốn đốn không? Có không? Có không? Không đâu. Không đâu thưa anh chị em. Lúc mình khốn đốn, lúc mình thua cuộc, lúc mình ngã quỵ, lúc mình là tán gia bại sản, lúc mà mình đi xuống vực thẳm ấy, mình đưa tay lên, có ai cầm lấy không? Thậm chí họ còn làm gì nữa? Nó còn đạp cho mình xuống luôn. Mình đang lảo đảo sắp té rồi, đạp cây cho nó té luôn cho nó rồi. Rồi họ lại còn ăn hôi. Biết ăn hôi không? Ăn hôi biết ăn hôi không? Ăn ké đó, ăn theo đó. Thấy ông này té cái mình bình thường là không dám đánh nó đâu. Bình thường nó khỏe mạnh không dám đánh nó đâu. Nhưng mà lúc mà nó bị người khác đánh một cái, nó té lảo đảo đó, mình đến mình cho mình chết con đi. Nhưng ăn hôi còn kia nó cũng cho mình chết đi con. Đã ăn hôi. Tôi thấy cuộc đời nhiều người ăn hôi lắm, ăn theo. Lúc mà họ có quyền lực, lúc mà họ đang ở đỉnh cao danh vọng, thì họ lại đưa tay ra để nắm lấy người đó. Đúng không? Yeah. Anh chị em cứ ở trên cao coi, sẽ thấy rất nhiều bàn tay đưa ra để cho mình nắm lấy. Mình nắm bàn tay, mình nắm bàn tay, họ thấy, ui dồi ôi, được nắm lấy bàn tay của mình, họ hạnh phúc lắm. Đó là lúc mình đang ở trên đỉnh cao, đang còn quyền lực, đang còn danh vọng, đang còn chức tước, đang còn địa vị. Nhưng mà cuộc đời này đâu có ai ở mãi trên đỉnh cao đâu thưa anh chị em. Đúng không? Rồi cũng có lúc mình lên voi thì phải xuống chó. Không những xuống chó mà còn xuống gì nữa ấy chứ. Hả? Bùn đen ấy chứ. Thì lúc đó mình có thấy bàn tay nào thò xuống kéo mình lên không? Không đâu. Không đâu. Thậm chí xỉa sói thì có, đúng không? Thậm chí là còn là dí mình xuống thì có. Mình có đưa tay lên, mình có kêu cầu, không có ai đâu. Lúc đó tôi mới thấy chỉ có một mình Thiên Chúa, chỉ có một tiếng duy nhất nói với tôi: đừng sợ, chính ta phù trợ người. Và Chúa nói thêm là: ta Đức Chúa ta sẽ đáp lời, ta sẽ không bỏ rơi con. Ta đáp lời con, ta không bỏ rơi con. Lời Chúa nói tiếp: ta sẽ khai mở sông ngòi trên các đồi trọc và khe suối dưới các lũ sâu. Ta sẽ biến hoang địa thành hồ ao và biến đất khô nên mạch nước dồi dào. Và trong vùng hoang địa, ta sẽ trồng bá hương, keo, sim với ô liu. Trên những dải đất hoang, ta sẽ cho mọc lên một trật nào chắc bá nào hoang, để cùng một lúc thiên hạ đều nhìn ra và nhận biết, nghiền ngẫm và hiểu rằng điều ấy bàn tay Đức Chúa đã làm nên, điều ấy Đức Thánh của Israel đã tạo thành. Chính Chúa chứ không phải ai khác là khai mở sông ngòi trên các đồi trọc, khe suối dưới các lũng sâu, biến hoang địa thành hồ ao, biến đất khô nên mạch nước dồi dào. Chính bàn tay Thiên Chúa đã làm nên, chính Thiên Chúa đã tạo thành.
Ta có tin vào điều đó không? Có tin rằng chính Chúa làm nên những điều ấy không? Chính Chúa tạo thành những điều ấy không? Những điều lạ lùng hơn cả những gì ta có thể nghĩ đến. Đó là làm cái gì? Đó là làm sông ngòi trên đồi chọc. Đồi chọc thì làm gì mà có nước mà làm cho sông ngòi nó ở đó được? Mà Chúa làm cái điều đó. Chúa làm cái điều đó. Rồi dưới cái lũng sâu như vậy, làm gì có khe suối ở trong đó? Và hoang địa Chúa biến thành hồ ao, đất khô nên mạch nước dồi dào. Ai làm được điều ấy? Ai làm được điều ấy? Chúa. Ai tạo thành điều ấy? Chúa. Ai dựng nên điều ấy? Chúa. Chính Chúa làm những điều kỳ diệu như vậy. Con người mình tưởng rằng mình có thể làm được điều này điều kia, nhưng mà thực sự tất cả đều do Thiên Chúa là đấng tác thành, tạo dựng nên. Thiên Chúa ban cho con người ta có cái đầu óc và dùng cái đầu óc ấy để mà làm nên việc này việc kia, chứ không phải là do con người làm đâu. Nếu mà Chúa không ban cho có cái đầu óc, có trí khôn, không ban cho có sức khỏe, con người có làm gì được? Mà cho dẫu thế nào đi chăng nữa, sa mạc vẫn là sa mạc. Đấy, anh chị em có thấy là chế được cái giếng nước ở dưới sa mạc không? Không. Chỉ có tìm ra cái mạch nước ở dưới thôi, chứ đâu có phải mình tạo ra, chế ra cái mạch nước ở dưới sa mạc, đúng không? Có tìm được cái, đào được cái giếng thì nếu mà Chúa không cho cái nước ở cái mạch dưới thì có đào đến tận thế cũng chẳng bao giờ có nước, phải không? Đồ chọc vẫn là đồ chọc, hoàng địa vẫn là hoàng địa, trừ khi bàn tay của Chúa tạo ra. Và anh chị em thấy là cái vũ trụ này nó biến đổi. Có những nơi ngày xưa là núi non cao nhưng mà bây giờ đã chìm xuống đáy biển, đúng không? Có những nơi ngày xưa đó là đáy biển, nó bây giờ đã trồi lên thành đồng bằng. Chúa làm chuyện đó. Cho nên mình thấy bàn tay Chúa làm được cái điều kỳ diệu như vậy. Huống chi là mỗi một người chúng ta trong những cái lo lắng của mình, mình nghĩ rằng cái lo của mình là lớn lắm, phải không? Đúng không ạ? Ai cũng cho rằng cái lo của tôi là cái lo lớn lắm, phải không? Người ta nói rằng người giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Anh nhà giàu thì cho rằng anh đứt tay một tí là như suýt xoa lắm. Em tưởng tượng coi, có ông tổng thống nào đó đau, hoặc rồi có bà, có cô công chúa nào đó, hay là bà hoàng hậu hay ông vua nào đó ở nước nào đau, báo chí đang ầm ĩ lên, phải không? Rồi mọi người bàn tán về sức khỏe của vua, sức khỏe của tổng thống, sức khỏe của chủ tịch như thế này. Thực sự thì ông chủ tịch hay ông tổng thống đau gan có giống cái người anh em của chúng ta đây đau gan không? Giống nhau không? Giống không? Có hơn gì? Phải không? Cũng là con người thôi, cũng đau gan vậy thôi. Nhưng mà cái ông tổng thống, ông chủ tịch hay là ông vua mà đau gan thì bao nhiêu người là xúng xít lo lắng bàn tán đủ chuyện. Ok, tại sao anh lại đau gan lại không để ý đến anh ấy? Anh cũng là người chứ à? Phải không? Cho nên con người ta phân biệt đối xử. Chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng không có phân biệt đối xử. Và đối với ông vua, ông chúa, bà hoàng, với một người dân nghèo hèn thì Chúa vẫn cứ đối xử như nhau. Đừng sợ, ta phù trợ ngươi. Cái điều quan trọng là người ta có đón nhận cái sự phù trợ đó của Chúa hay không. Có khi càng quyền cao chức trọng thì người ta nghĩ rằng không cần có Thiên Chúa, vì tôi dựa vào tiền, dựa vào sức mạnh của khoa học, dựa vào sức mạnh của y khoa, dựa vào quyền lực của tôi, cho nên tôi chả cần, chẳng lo, chẳng sợ gì cả. Nhưng mà rõ ràng chết đâu, chết đâu, tổng thống rồi sẽ trở thành tổng thống thì cũng trở thành cố tổng thống, rồi chủ tịch cũng trở thành cố chủ tịch, thường dân cũng trở thành cố thường dân. Thế thôi. Và mỗi người chúng ta đều có giá trị vô cùng trước mặt Thiên Chúa. Cho nên Chúa cũng nắm lấy tay từng người. Và trong đây Chúa còn nói rõ là những người mà gọi là sâu bọ, đừng sợ, hỡi Gia-cốp loài sâu bọ, hỡi sen kẻ mọn hèn, chính ta phù trợ ngươi mà. Loài sâu bọ, loài mọn hèn mà Chúa còn nói chính ta phù trợ ngươi, thì con người chúng ta chỉ là loài mọn hèn thôi chứ. Có chức tước, có địa vị, có quyền cao, chức trọng thì cũng chỉ là loài mọn hèn trước mặt Chúa thôi chứ, đúng không? Cho nên cũng cần được Chúa yêu thương chứ, chúng cần được Chúa phù trợ chứ. Chứ đâu phải tôi quyền cao chức trọng tôi không cần Chúa phù trợ, một cơn gió thoảng là nó
biến đi mất rồi là trở thành cố rồi, đúng không? Trở thành cố hết rồi. Thế thì thưa anh chị em, khi mình nghe lời của Chúa như vậy, mình cảm thấy rằng bình an, cảm thấy được an ủi, cảm thấy được nâng đỡ, cảm thấy rằng không cần phải hát cái bài là đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, phải không? Không cần hát bài đó, vì có bây giờ mình cô đơn đâu. Mọi người bỏ hết mình nhưng mà vẫn có Chúa nắm lấy tay phải mình và nói đừng sợ, ta phù trợ người. Mà cho dù là người ta lại bỏ con rồi Chúa ơi, thì Chúa lại nói đừng sợ, ta không bỏ rơi con. Ta không bỏ rơi con. Dù người ta đá mình để đi theo một bóng hồng khác, mình cảm thấy thất tình, mình bị phụ tình, nhưng mà Chúa vẫn không phụ ta. Và Chúa nói đừng sợ, ta không bỏ rơi con. Đó không thưa anh chị em? Và như vậy ta mới thấy được lời Chúa trong bài tin mừng ngày hôm nay càng rõ hơn điều đó. Đức Giê-xu nói với đám đông rằng, tôi nói thật với anh em, trong số phạm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Gioan Tẩy Giả là con của ai? Hả? Gioan Tẩy Giả là con của ai? Elizabeth. Elizabeth hoặc bà Isabel, đúng không? Và được thụ thai một cách đặc biệt về, vì lúc đó là bà mẹ của Gioan Tẩy Giả là Isabel hay là Elizabeth đã già rồi, không còn khả năng thụ thai nữa, mang thai nữa, mà do quyền năng của Thiên Chúa cho bà ấy được thụ thai và sinh một đứa con đặt tên là Gioan. Và Gioan ngay từ trong lòng mẹ đã nhảy mừng. Nhảy mừng lúc nào? Lúc của trúng số á? Lúc mà nghe tin là được quốc tịch á? Hay là nghe tin là gì được trúng thưởng? Gioan Tẩy Giả vui mừng trong bụng mẹ lúc nào? Khi Đức Mẹ đến thăm. Mà tại sao lại vui mừng khi Đức Mẹ đến thăm? À, vì Đức Mẹ đem Chúa đến thăm. Và Gioan nhảy mừng trong bụng mẹ vì được mẹ của Thiên Chúa, mẹ Maria đem Chúa Giêsu đến cho Gioan. Và Gioan nhảy mừng. Rồi Gioan lớn lên lãnh một cái sứ mạng là người đi trước để dọn đường cho Chúa. Và Gioan còn làm được một cái việc mà Gioan không đáng làm. Đó là việc gì? Rửa gì? Làm phép gì? Phép rửa chứ không phải rửa tội. Làm phép rửa cho ai? Chúa Giêsu ở đâu? Sông Giô-đan. Làm phép rửa cho Chúa Giêsu ở sông Giô-đan. Mà Gioan nói rằng tôi là người đi trước dọn đường cho Chúa, tôi không xứng đáng để cởi dây giày cho người. Tôi phải nhỏ lại đi và người phải lớn lên. Chúa Giêsu nói rằng trong số những phạm nhân lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Đúng không? Đúng. Những cái ơn huệ mà ta vừa mới kể, thấy rõ ràng Gioan Tẩy Giả thực là một nhân vật đặc biệt và quan trọng. Và thật là cao trọng vì là người đi trước để dọn đường cho Chúa. Thế nhưng, tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Trong số những phàm nhân được sinh ra thì chưa có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng hơn ông. Ai là kẻ nhỏ nhất trong nước trời? Ai là kẻ nhỏ nhất trong nước trời? Ai là kẻ nhỏ nhất trong nước trời? Là con, là tôi, là ông, là bà, là anh, là chị, là em. Chúng ta là những người đang đón nhận Đức Giêsu Kitô. Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta và Ngài đem ơn cứu độ đến cho chúng ta. Ngài đến rao giảng nước Thiên Chúa, hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Khi mình hoán cải, mình tin vào tin mừng, mình được gia nhập vào nước của Thiên Chúa, mình trở thành người dân của nước Chúa.
Cho nên người nhỏ nhất trong nước Chúa, trong nước trời là mỗi một người chúng ta đây nè. Còn cao trọng hơn cả Gioan Tẩy Giả. Anh chị em có thấy được mình có phúc điều đó không? Có thấy cái phúc đó không ạ? Có khi mình nghe nó giống như là nó gió thổi qua khe cửa phù qua một cái, hay là nước đổ lá khoai gì đó không thấm. Nhưng mà anh chị em nghe cho kỹ đi, thấm đi, thấm lời của Chúa vào trong tim huyết của mình đi. Người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Vậy thì mỗi một người chúng ta có giá trị vô cùng trước mặt Chúa, cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Trong số những phàm nhân được sinh ra thì chưa ai bằng Gioan. Vậy mà mình là người nhỏ nhất trong nước trời lại còn cao trọng hơn cả Gioan. Vì sao? Vì Gioan là người đi trước để dọn đường cho Chúa, còn chúng ta là người đón nhận Chúa. Chúng ta là người được Chúa ôm lấy, Chúa cứu, Chúa ẵm, Chúa bồng, và Chúa chết cho ta. Chúa sống lại để đưa ta thoát khỏi án phạt của cái chết, cứu ta khỏi tội lỗi. Và Chúa nắm lấy tay ta và nói: đừng sợ, chính ta phù trợ ngươi. Cái phúc của ta là như vậy. Ta cao trọng trước mặt Chúa, giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Thấm được điều đó không thưa anh chị em? Thấm được rằng là Gioan là người mà đi dọn đường cho Chúa, còn ta là người được đón lấy chính Chúa. Gioan giống như cái anh chàng mõ đi trước, cái rao, alo, chuẩn bị đón vua đến, vua đón vua đến. Nhà nào đón vua đến là được hạnh phúc lắm. Thì ông mõ ông đi rồi, dọn đường đi trước rồi, ta mở cửa ra và ông vua ông mới vào trong nhà ta. Ta hạnh phúc hơn thằng mõ ông. Hạnh phúc hơn nhiều chứ, cái nó chỉ loan báo về ông đó thôi, còn ta là được rước chính ông ấy vào nhà của ta. Mình thấy hạnh phúc lắm chứ. Có điều là đôi khi ta không thấy mình hạnh phúc vì ta nắm nhiều thứ quá. Xin lỗi, nhà này chật rồi, không còn chỗ nữa. Gioan đi trước loan báo, dọn đường, yêu cầu, kêu cầu mọi người mở lòng ra để đón đấng cứu thế đến. Mở lòng ra, mở cửa ra, đón đấng cứu thế đến. Rồi khi đấng cứu thế đến, mình hăng hóng nghe ông Gioan: à, ông này, ông nói về đấng cứu thế ha, à, đấng cứu thế ha, ha, ha. Rồi đấng cứu thế đến: sorry, xin lỗi, nhà hết chỗ rồi. Lòng ta không còn chỗ cho Chúa nữa. Tay ta nắm đủ mọi thứ rồi, ta không còn nắm lấy tay Chúa nữa. Cho nên ta vẫn thấy mình lo lắng nhiều thứ quá. Ta vẫn thấy mình khổ tâm quá. Vì tâm ta, trái tim của ta không còn chỗ cho Chúa nữa, cho nên ta khổ tâm là vậy. Vì những thứ mà ta chứa ở trong tâm ta, nó làm ta lo nhiều hơn, chứ nó có làm cho ta được bình an gì đâu. Đúng không? Con bà đang ngủ ngon, ngày nào cũng ngủ ngon. Chào con, con cứ tối nào con đọc 50 kinh xong là con ngủ nhà chẳng lo gì cả. Khi khuyên đóng cửa cũng chẳng sao cả, vì có gì đâu mất. Nhà cơm rau muống canh cà các thứ lo, sống ăn bình lắm. Thế tháng sau chơi thì con lo quá, con mất ăn mất ngủ. Ủa sao vậy? Tôi nghe bà mới có gì vui lắm mà sao mất ăn mất ngủ? Thì xui, có gì đâu cha, Chúa cho chúng cái độc đắc, cái bây giờ nó mất ăn mất ngủ. Vì thứ nhất là sợ gì? Sợ mất trộm. Thứ hai là sợ gì? Sợ người ta đến ta làm phiền. Không có tiền, không có bà coi đến làm phiền đâu. Chả làm phiền thì mình. Mình có đi làm phiền người ta thì có, nhưng mình có đi gì? Đúng không? Chả đến làm phiền mình. Có gì được, ai mà đến cầu cạnh tên ăn mày quá vậy? Nhưng mà bây giờ mình có rồi đó. Là làm phiền. Qua Chúa tôi suốt ngày, từ đứa mà họ hàng mà bắn can nông không tới, bây giờ nó cũng đến nó nhận làm thím, làm cô, làm gì gì đó. Phiền quá. Mà cho thì cho, nhiều thì đâu có. Mà cho ít thì không thông. Nhiều không có, ít không thông, cho nên là phiền quá. Trời ơi, việc con mất ăn mất ngủ. Thì bà muốn ăn mất, muốn hết không? Dạ thì ra có cái nào? Cúng hết, làm việc bác ái rồi trở về tay không đi. Ngu gì cha. Đang nghèo mà lại sợ nghèo. Thì ta thấy rõ ràng là khi mà mình để cho Chúa ngự vào mình,
mà mình nhận ra rằng mình được Chúa yêu thương, mình dám tín thác vào Chúa và để cho Chúa nắm lấy tay mình, lúc đó có sự bình an lạ lùng. Cái bình an đó thế gian không ban tặng cho chúng ta được đâu. Anh chị em ở đây có ai có cảm nghiệm được đó, chia sẻ cái kinh nghiệm đó cho mọi người. Cái kinh nghiệm đó, kinh nghiệm mình được Chúa biến đổi để mình không còn lâu, không còn sợ sệt buồn phiền gì nữa. Ai có được cái kinh nghiệm Chúa ban cho cái ơn đó? Anh chị em là có được kích? Cách đây 9 tháng, nhà con mang cái bệnh ung thư phổi. Nhà con mở được trên đài web và nghe được bài giảng của cha. Nhà con nói là nhà con sẵn sàng chờ đợi. Mặc dù vẫn gọi và email cho cha, xin cha cầu nguyện. Ước muốn là được sống. Nhưng mà tới ngày chú gọi, nhà con trả lời, nhà con sẵn sàng. Ung thư phổi giai đoạn cuối đau lắm. Nhưng mà trước khi vào nhà thương có mấy tiếng đồng hồ, không đau đớn. Và ngồi nói với con là đọc kinh lòng thương xót Chúa đi. Rồi nhà con đi. Là 1:34. Con cũng gọi báo cho cha. Cha bảo yên tâm. Con thật sự không yên tâm. Đến khi con mang cho nhà con về tới Chí Hòa gặp cha, cha đã đặt tay và con trở qua Mỹ sau cha đi. Tới ngày hôm nay, con mới thật sự nhận được cái bằng A đó. Sau cú đụng xe con về Mỹ, con đụng xe, con gọi cho cha. Cha bảo yên tâm. Xe hư hoàn toàn, bây giờ vẫn chưa sửa được mà con không bị một gì hết. Thật sự ngày hôm nay con mới yên tâm. Chồng con mất là 9 tháng. Hallelujah. Hallelujah. Ta thấy điều kỳ diệu. Kỳ diệu quá chứ. Mình cầu xin một đàng, Chúa ban cho một nẻo. Mà khi mình nhận được cái nẻo đó, cái nẻo đường mà Chúa ban cho mình, lúc đó mình mới được bình an. Còn mình cứ cầu xin một đường và cứ muốn Chúa phải theo ta cái đường này, bất an. Biết là ý của ta không phải là ý Chúa. Ý ta không phải là ý Chúa. Nhưng mà Chúa ban cho một nẻo, cái nẻo này nó khác với ta. Nó chật đường rầy với những gì ta tính toán. Mà ta thấy rằng người thân của mình ra đi bình an. Cái điều đó mới là điều quan trọng. Chứ không phải người đó được chữa lành. Được chữa lành mà không bình an, con thua gì không? Được chữa lành sau đó lại đi nhậu, đi chơi bời, rồi đi phá phách, đi bỏ Chúa, con thua gì không? Không. Nhưng mà điều quan trọng là người ấy ra đi bình an vì người ấy đã để cho Chúa nắm lấy tay và dắt đi rồi. Dắt vào cõi vĩnh hằng rồi. Và chuyện của chị nữa, bây giờ chị được bình an vì chị thấy Chúa cho chị một cái dấu chỉ nữa là nếu mà Chúa không gìn giữ chị, cái xe nó tan tành thế nào thì chị cũng tan tành như vậy thôi. Cho nên mạng sống của mình nó mong manh như vậy. Mà Chúa gìn giữ chị như vậy để chị nhận ra rằng đó là ân huệ của Chúa ban. Mình vẫn nói là của đi thay người. Nhưng mà thực sự sợi tóc trên đầu ta rơi xuống cũng không phải thanh ý của Chúa. Chúa chỉ muốn ban cho chị được cái sự bình an, cho nên ngày để cái biến cố đó xảy ra. Và qua biến cố đó, điều quan trọng là chị được bình an và chị dám nắm lấy tay Chúa và tin vào lời Chúa. Đừng sợ, chính ta phù trợ người. Vì vậy mà khi ta nhận ra được rằng là mình là người có phúc, mình là người mà Chúa nói rằng kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, nước trời phải đương đầu với sức mạnh. Ai mạnh sức thì chiếm được, ai có tai thì nghe. Mạnh sức đây không phải là cái cơ bắp. Nếu mà mạnh sức mà như vậy thì chắc là những ông lực sĩ, những ông mà võ sĩ chắc ông vô nước trời hết. Còn mình chân yếu tay mềm chắc lọt sổ hết. Phải. Mạnh sức đây là lấy sức mạnh từ Thiên Chúa, chứ không phải cậy vào sức lực của con người. Chúa ban sức mạnh cho tôi, Chúa cầm lấy tay tôi và nắm lấy tay tôi. Đừng sợ, ta phù trợ ngươi. Nước trời phải đạt được bằng cái sức mạnh ấy, bằng một cái nỗ lực, bằng một cái ý chí, bằng một cái cố gắng. Ta cố gắng hết sức mình, nỗ lực hết sức mình, rồi phần còn lại chính Chúa sẽ làm, chứ không phải ta làm. Mình chỉ đóng góp một phần tí tí,
là dám đưa tay ra cho Chúa cầm, cái sức mạnh để mình buông bỏ xuống, đó là sức mạnh. Tưởng rằng buông là xìu à? Không, người khỏe là người dám buông ra, còn người yếu là người cứ nắm chặt lấy. Chị em hiểu cái đó không? Đây nè, tôi ví dụ, bây giờ động đất nó rung, tôi là người mà mạnh, thấy không? Tôi là người mạnh là tôi cứ đứng yên, đất nó muốn rung gì nó rung, đúng không? Tôi không cần bám vào cái gì hết. Nó là một người mạnh dám buông bỏ hết và đứng vững, vì tôi có sức mạnh từ trời, tôi tin vào đó. Còn nếu mà người mà yếu là người cứ bám chặt lấy cái cột, cột nó rung mình cũng rung theo, chết, mình cứ bám chặt lấy, buông cái cột ra, không dám buông cái cột ra, thì người buông cái cột, buông bỏ mới là người mạnh, chứ không phải người nắm là người mạnh. Ta cứ tưởng là anh đang giữ chắc lấy là người mạnh, không, anh sợ mất quyền lực cho nên anh cứ nắm chặt lấy quyền lực, anh sợ rằng không có quyền lực thì anh không còn là anh nữa. Vậy anh là khỏe hay là người yếu? Yếu. Dù rằng bên ngoài thì nhìn anh đầy quyền lực đó, nhưng mà không, anh phải dựa vào quyền lực thì anh mới là anh. Còn bỏ quyền lực đó anh mất hết, anh sợ. Còn không có quyền lực, tôi vẫn là tôi, vì tôi bám chắc vào Chúa chứ không bám vào quyền lực. Cái sức mạnh của tôi là tôi nắm chặt lấy Chúa. Đó là Chúa bảo rằng nước trời phải đạt được bằng sức mạnh là như vậy, chứ không nắm lấy quyền lực. Tôi tưởng là tiền bạc có thể mua được nước trời, nắm chặt lấy tiền bạc. Và không có tiền bạc thì tôi không còn là tôi nữa, phải không? Còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi, anh buông bỏ hết tiền bạc, còn cái gì lại, đó mới là điều quan trọng. Tôi buông bỏ hết tiền bạc, tôi vẫn còn có Chúa. Và người ta đến với tôi lúc đó không phải là vì tiền nữa, mà họ đến là vì tình yêu thương mà họ đến với tôi. Anh còn quyền lực, anh còn tiền bạc, anh còn chức tước, người ta đến với anh, đừng có tưởng rằng người ta đến vì anh, mà người ta đến vì tiền, vì quyền, vì chức tước để mà nhờ vả trông chờ anh cái gì đó. Còn khi mà anh buông bỏ hết những cái đó mà anh vẫn đứng vững được và người ta vẫn quý mến anh được, cái đó anh mới thực sự là người lấy sức mạnh từ nơi Thiên Chúa. Và nước trời là những người có sức mạnh như vậy, dám đứng vững trên đôi chân của mình, vì đôi chân ấy đã bám trụ vào lời của Chúa, vì trái tim này đã thuộc về Chúa rồi, vì bàn tay này đã nắm lấy bàn tay của Chúa. Như Chúa nói, ta nắm lấy tay phải ngươi và ta nói, đừng sợ, chính ta phù trợ ngươi. Xin Chúa cho mỗi người có được cái sức mạnh từ nơi Chúa. Sức mạnh mà Phaolô nói rằng, tôi làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Amen.